Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Eway 301 Bình Tân. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái bộ DAC giải mã chuyên nghiệp có mã là DA800. Đây là một trong những DAC hiếm hoi với độ giải mã của nó là 32 bit. Đấy, tần số lấy mẫu lên tới 256 kHz các bạn nhé. Đó, và hỗ trợ là xử lý nhạc công nghệ của LDAP và DSD. Đó. Và có mức giá dưới 3 triệu đồng. Đấy, thì sau đây là mình sẽ đi chi tiết đối với cái sản phẩm của con DAC ngày hôm nay. Mã của nó là DA800 của hãng Zenith các bạn nhé. Zenith là một hãng của Singapore và sản xuất tại nước thứ ba là Trung Quốc. Đó. Đây là tổng thể của cái vỏ bên ngoài của nó. Đây, một hộp màu vàng nhạt. Trông rất là đơn giản nhưng mà cứng cáp. Đó, hộp khá là đẹp các bạn nhé. Đó. Có logo của Zenith ở đằng trước. Đó, các cái phần tiêu chuẩn của châu Âu ở bên hông của sản phẩm như này. Đây là sản phẩm. Đó. Thì mở sản phẩm của nó ra bao gồm như sau. Đó, một cái hộp cạc tông. Một hộp cạc tông ở phía ngoài. Đấy, tất cả đều sử dụng bằng vật liệu thân thiện môi trường các bạn nhé. Đó. Phụ kiện của nó bao gồm có một dây quang. Đó, cái dây quang này thì là một cái dây quang cũng tương đối là bình thường, không xịn sò lắm. Một cái dây USB kết nối vào máy tính để lấy nhạc, chơi nhạc DSD các bạn nhé. Tiếp theo đây là một cái củ nguồn. Đó. Củ nguồn trông khá là xịn sò, sắc nét. Đấy. Nhìn trông như là củ sạc của iPhone vậy đó. Đó, rắc cổng rắc DC 5V. Đây là cái anten nha các bạn nhé. Đó, đây là cái túi. Đó, tất cả đây, lát nữa mình sẽ nói về cái phần này. Đây là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. À, bộ giải mã DA800 của Zenith. Đó, thì tổng thể từ ngoài nhìn vào các bạn sẽ thấy rằng là sản phẩm có một màu đen rất là mạnh mẽ, vỏ bằng nhôm phay đúc các bạn nhé, nhôm phay đúc. Đấy. Ở hai bên hông này là có cái phần viền sóng trông rất là mạnh mẽ. Đây. Mặt trước. Đấy. Nhôm phay nguyên khối. Đó, kích thước của nó thì chừng khoảng một chiều chừng khoảng 15, chiều khoảng 12. Đó. Dày thì khoảng độ 4 phân các bạn nhé. Đó. Trông rất là nhỏ gọn như này. Đó. Thì nổi bật ở giữa đây là logo của Zenith, là hãng sản xuất của nó. Và đây là các cái thông số chính của cái con sản phẩm này. Đó. Hi-Fi Digital Audio Decoder. Đó. Có nghĩa là DAC, đây là bộ giải mã Hi-Fi các bạn nhé. Đấy, hỗ trợ nhạc DSD. DSD viết tắt của từ Direct Stream Digital. Đó. Và chữ LDAP. Đấy. Thì ở đây nó là hai cái công nghệ mà hiện tại nó đang cho cái chất lượng. Thứ nhất là thằng LDAP này nó cho cái chất lượng truyền tải của Bluetooth, âm thanh Bluetooth chất lượng cao. Thằng DSD này nó cho phép chơi nhạc. Đó, ở các cái bản nhạc mà định dạng DSD. Đấy. Thì riêng của cái thằng LDAP này ấy, thì rất là nếu những các bác nào mà chơi dòng nhạc Hi-Res thì sẽ rất là biết cái dòng LDAP này. LDAP này nó là một cái công nghệ đặc biệt riêng của hãng Sony. Đó, Sony độc quyền. Bản chất của LDAP nó là một công nghệ mà cho phép truyền tải âm thanh độ chính xác cao. Đấy. Và dung lượng cũng như là độ giải mã. Đó. Thông qua Bluetooth chất lượng cao các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ hiểu một cách đơn giản theo ngôn ngữ không theo ngôn ngữ kỹ thuật nữa mà sẽ theo ngôn ngữ dễ hiểu. Đấy là LDAP, nó là một công nghệ độc quyền của Sony. Đó, và nó có cho phép xử lý âm nhạc ở một cái chế độ chất lượng cao thông qua Bluetooth các bạn nhé. Đấy, thông qua Bluetooth. Thì như vậy là con này khi kết nối Bluetooth ấy, thì chất lượng âm thanh đi qua đây nó sẽ rất là tốt. Đó. Thứ hai là dòng DSD này. DSD này nó là một cái công nghệ giải mã, nó liên quan đến tần số lấy mẫu. Đấy, nó liên quan đến một cái phần hơi sâu một chút là nó gọi là tần số lấy mẫu trong âm thanh. Thì mình cứ hiểu nôm na rằng là con DSD 256 này có nghĩa rằng là cái tốc độ mà lấy mẫu của nó, tần số lấy mẫu và tốc độ lấy mẫu của con này nó gấp 256 lần của dòng đĩa CD các bạn nhé. Thì bình thường như là mình đã hiểu là cái dòng đĩa CD là cái phần mà nghe nhạc âm thanh nó cho một cái độ âm thanh rất là trung thực. Thì cái dòng DSD này của nó, đấy, thì cái tần số lấy mẫu của con này nó gấp 256 lần. Con này DSD 256 các bạn nhé, thông số đúng của nhà sản xuất. Đó, nó cho phép có thể giải mã được với những bản nhạc đấy, có tần số lấy mẫu gấp 256 lần của dòng nhạc CD bản gốc các bạn nhé.
Đó, thì đương nhiên là để mà có thể giải mã được cái này thì các bạn cũng sẽ cần có một cái nguồn nhạc đó, của DSD vào, thì con này nó sẽ giải mã được hết, chứ không phải là nhạc nào nó cũng giải mã được các bạn nhé. Ví dụ nhạc MP3 thứ thì nó sẽ không thể đạt được cái việc đó. Đấy. Mình cứ hiểu nôm na là ví dụ như bây giờ là Paris by Night đi, họ có rất nhiều ca sĩ hay nhưng mà nếu mà trình diễn ở trong xóm thì không được, họ phải có sân khấu xịn thì nó mới phát huy tác dụng. Nó thì thằng giải mã này nó giống như sân khấu vậy đó. Còn lại ấy, cái nhạc DSD nó giống như là Paris by Night vậy đó các bạn. Đó. Thì đấy là cái những công nghệ chính mà được in trên cái mặt trước của bộ giải mã DA800 này, và nó là những công nghệ đặc trưng của con này các bạn nhé. Đó. Với những cái tiêu chuẩn như thế này, đấy, giải mã 32 bit của nó, tần số lấy mẫu của nó rất là cao, con này lên đến 256 KHz đó các bạn nhé. Thì nó cho phép các bạn chơi được những bản nhạc mà có độ phân giải cao đến rất cao. Đó. Thì chính vì thế cho nên là cái phần cổng kết nối của nó ở đây như này, ví dụ như là qua cổng USB. Qua cổng USB đây là một cái dòng mà mình có thể đưa được những cái nhạc mà có cái chất lượng cao vào, bởi vì những dòng nhạc chất lượng cao thì dung lượng nó phải rất là lớn các bạn nhé. Đấy. Đó là con này là nó cực kỳ tuyệt vời là như vậy, khả năng trình diễn của nó gần như là mắc rồi. Và mức giá của nó cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Dưới 3 triệu đồng con này. Thực sự là nếu như đủ công nghệ LDAC và DSD này thì rất ít con có thể qua nổi. Đấy, con DA800 này bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nói đến các cái cổng ăn chơi của nó này. Thứ nhất là cái mặt trước này các bạn nhìn thấy là nó sẽ có bốn đường ốc ở đây, và không nói là logo này DA800 tên của thương hiệu. Ở đây nó có bốn cái cổng kết nối đầu vào, có bao gồm chữ COX viết tắt thì có chữ Coaxial, đấy, OPT viết tắt của Optical và USB là cấp nhạc qua đường USB, và cái biểu tượng logo Bluetooth đây. Đấy, nó sẽ có bốn đường như này. Mặt trước của nó ở đây là nó có thể có hai chuẩn jack cắm vào là tai nghe. Đấy. Và đầu này là cũng là dòng tai nghe nhưng mà nó thông qua cái cổng 6 ly Stereo bạn nhé. 6 ly Stereo hoặc cái này mình có thể cắm jack 6 ly Stereo và dùng đầu chuyển là được. Đấy. Phần volume ở đây, phần volume này của nó là dạng volume vô cực, có nghĩa là mình xoay vòng tròn được, nó không có bị cấn. Đấy. Đó. Và dưới đây nó có chế độ mode luôn. À, là mình có thể điều chỉnh được các cái trình tự ở đây. Đó. Đây, mình sẽ điều chỉnh luôn cho các bạn thấy nhé. Bấm này. Đó, nó sẽ nhảy. Đúng chưa? Các bạn thấy đèn nó xanh nhảy chưa? Đấy, mình có thể kết nối qua cổng nào thì mình bấm cái phím này ấn vào, ấn nhẹ vào là được bạn nhé. Đó, còn đây là con điều chỉnh volume này. Đó, volume vô cực của nó có thể xoay hết toàn bộ vòng tròn. Đấy các bạn nhé. Đó. Đấy là phần kết nối mặt trước của nó. Bây giờ là quay sang mặt sau. Mặt sau ở đây các cái kênh của nó rất là rõ ràng, input và output. Đó. Input là đầu vào, có nghĩa là ở đây là mình đưa cái phần nguồn nhạc vào đây thông qua cổng thứ nhất, ở đây là cổng USB. Đấy. Cái phần này các bạn nhé, phần này chính là cái phần anten, anten mà chính là Bluetooth vậy. Đấy. Xoáy con này nó vào đó, đủ cổng ăn chơi luôn. Đấy, Bluetooth này. Tiếp theo là cổng optical, đó là mình đưa cổng quang vào đây, đây quang vào các bạn nhé, và đây là cổng coaxial. Đó, mình sẽ có bốn cổng vào. Cổng ra của nó là con này là cổng hoa sen giáp đỏ trắng thì các bạn rất là quen thuộc rồi, gần như là giải mã nào cũng có. Con này nó có một cái điểm đặc biệt là nó có cổng out, là optical out các bạn nhé, cổng out đây, out quang luôn. Đây là giác nguồn DC 12V nhé, xin lỗi hồi nãy mình nói là DC 5V nhưng con này là DC 12V. Đó. Giác nguồn của con này khá là xịn sò đây. Các bạn nhìn này. Đó. Các bạn nhìn cái chất này là đã biết rồi, từ cái nước sơn cho đến cái phần in của nó không, rất là ok. Chiều dài dây này là 2 mét này, thì xịn sò. À, xịn từ cái dây nguồn. Đó, thì đặc biệt con này của nó có cái cổng optical out. Thì cái cổng optical out này nó hay như là bạn, ví dụ như là bây giờ nó có rất là nhiều những cái âm ly khuếch đại và những cái phần mà nó có cái cổng in của nó vào là bằng 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 cổng quang. Đấy. Thì như vậy tức là âm thanh mình đi vào đây qua cái đầu giải mã này và out ra, out từ cổng quang xuống âm ly và khuếch đại. Đấy. Nó cực kỳ là hay. Đấy. Ngoài ra là mình có thể đấu hai âm ly, hoặc một con thì là vào cổng optical, một con là cổng hoa sen đều được các bạn nhé. Đấy, đều được. Thì đây là một cái phần mà mình đã kết nối sẵn tất cả các cổng out. Đấy. Tất cả các cổng out của nó ra bao gồm có là cổng in và out. Đấy. Thì ví dụ như đây là cổng in là mình đang kết nối thứ nhất là cái cổng USB này. Đấy, cổng này cổng USB là sẽ cắm vào phần máy tính nhá, lát nữa mình sẽ test. Thứ hai là cổng quang, ví dụ như cổng quang là mình sẽ cắm cổng quang vào đây. Đó, cổng quang ở đây là sẽ in cổng quang vào. Đấy, cái cổng coaxial này thì thực ra bây giờ cái cổng này truyền tín hiệu âm thanh cũng rất ok các bạn nhé.
nhưng mà nó sử dụng cho các cái thiết bị đầu CD nhiều hơn. Bây giờ dùng Smart TV nhiều rồi cho nên cổng này ít được sử dụng. Còn Bluetooth này là các bạn sẽ kết nối trực tiếp bằng điện thoại hoặc máy tính, mình chỉ cần tìm kiếm và kết nối ghép lại là nó sẽ ok. Đấy. Bây giờ đến cái phần cổng ra của out của nó thì hai đầu hoa sen này của nó ấy là sẽ out ra âm ly các bạn nhé. Còn ấy là ở đây cũng có một cổng quang nữa. Nếu như các bạn ở nhà thiết bị của bạn bộ giải mã bộ khuếch đại của mình có cổng out bằng cổng quang thì mình sẽ out từ đây ra và cái phần cuối của nó sẽ cắm vào cái phần bộ khuếch đại của mình. Các bạn nhé. Đó, đấy là cái cách kết nối của nó. Đấy, tất cả phần cách kết nối của nó. Thì cái phần kết nối cổng quang optical thì nó rất là đơn giản rồi. Cái đó thì bộ nào cũng có, những cái bộ đơn giản như của bên mình là HS202 mình cũng có. Đấy. Thì mình sẽ kết nối cho các bạn thông qua cái cổng, bây giờ sẽ thông qua cái cổng USB mà nhé. Đấy, ví dụ như USB này chẳng hạn. Đấy. Thì nhà sản xuất cũng đã cung cấp cho các bạn một sợi dây USB như này. Đó. Tín hiệu USB như này. Rất là đẹp. Dây bằng vải, giống như là vải, giống như là vải được may rất là xịn sò đấy, giống như vải bò vậy ạ. Vải quần quần jean ấy, vải jean ấy. Đó. Bây giờ mình sẽ kết nối cho các bạn. Đây. Cổng USB. Đó, từ đây xuống. Và kết nối vào cổng in đầu vào. Đúng không ạ? Âm ly bật rồi, bật volume lên. Enter. Đó, thì đấy nó là cái cổng của máy tính các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ kết nối qua cổng quang này. Đấy, cổng quang thì nó có một cái tip này cũng hay các bạn này. Khi mà mình cắm cổng quang vào á, là đèn nó sẽ đỏ ở cái phần đầu này các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là tín hiệu quang nó đã ok rồi này. Giờ mình chỉ cắm vào là được này. Đó, cái này mình cũng để ý chút. Đấy. Trường hợp mà nó không sáng thì là nó không có tín hiệu nhé. Đây, cắm vào cổng quang đây. Cái này nó sẽ kết nối qua TV thì cái đồng này mình cũng sẽ chuyển qua optical vào nhé. Đấy, chuyển qua optical này. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nó bằng TV này bạn này. Đó. Đấy thì bây giờ mình kết nối qua Bluetooth các bạn nhé. Đấy, Bluetooth đây. Bấm qua Bluetooth, đang nhấp nháy rồi. Đây, khi kết nối vào Bluetooth thì thiết bị DA800 hiện lên và mình bấm vào kết nối các bạn nhé. Đang ghép nối này, bấm ghép nối này. Đó, nó đã kết nối xong rồi và các bạn nhìn thấy cái chữ LDAP này không? Đấy, DA800 LDAP. Đó, một công nghệ độc quyền của Sony các bạn nhé. Đấy, cái này nó hơi sâu một chút, các bạn có thể Google dùm mình ha. LDAP. Đó, và bây giờ mình sẽ chơi nhạc bình thường. Đây, và chúng ta chơi nhạc bằng Bluetooth đây các bạn nhé. Volume đây. Thì vừa rồi là các bạn đã xem mình thực hiện các cái phần kết nối chỉ riêng có cái dây của Cosian này. Đó, là mình chưa có sử dụng đến. Thì bác nào có dùng cái dây đó thì cũng vậy thôi. Mình cũng sẽ bấm các cái phần điều khiển của nó. Đấy, vào cái phần Casio này và âm nhạc nó chơi như bình thường các bạn nhé. Đó. Thì ở trên đây là các cái phần review của cái sản phẩm của mình, một con sản phẩm DAC. Đó, nó có hỗ trợ LDAP và DSD. Đấy, một dạng DAC Hi-Fi của hãng Zinet các bạn nhé. Mã hiệu là DA800. Đấy, mức giá của con này của nó là em báo là toàn bộ phần này. À, nó còn thiếu một cái thứ rất quan trọng nữa. Thì khi mua một cái bộ DA800 như thế này thì ngoài các cái phần phụ kiện này ra các bạn nhé. Đấy, ngoài phụ kiện này ra này, dây sạc, cáp USB. Đó, và cái bộ DAC này full hộp, full box. Thì bên mình có tặng kèm các bạn một dây quang của hãng Hontech của Nhật các bạn nhé. Dây này bên mình đang bán 220.000 một sợi. Đấy, dây Hontech, dây quang chính hãng, cực kỳ xịn luôn. Và một cặp AV phòng thu của bên mình, của Hitachi đây bạn nhé. Hitachi. Đấy, giá bên mình đang bán bộ này là 250.000. Đó. Như vậy là cái phần quà tặng này ấy, của mình là sắp xỉ 500.000 một bộ này các bạn nhé. Và giá của sản phẩm này
là các bạn chỉ phải trả có 2.850.000 bao ship toàn quốc các bạn nhé, tặng kèm hai món đó, 2.850.000 các bạn nhé. Ok, mọi chi tiết về cần tư vấn về sản phẩm DAC vui lòng các bạn liên hệ số điện thoại hotline mình để trên màn hình 0911 85 1444. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.